Hello anh em, hôm nay em sẽ lên clip cho anh em nha. Thì hôm nay em về rất là nhiều thay chuyền giống như hôm qua nữa. Thì hôm qua em về mấy anh em đã ủng hộ được hết rồi nên em nhập về thôi, em tiếp cho anh em. Thì đợt này rất là nhiều luôn đó. Nhà em thì giờ không có gì ngoài khuyên với than chuyền, đây một lồng, đây một lồng, đây đây một lồng nữa là ba lồng nha anh em. Đây nữa này bốn lồng à, đây nữa này năm lồng à, đó em thấy không, năm lồng than chuyền nha. Lồng này thì em nhập về hàng này thì hàng rất là đẹp luôn, hàng tuyển chọn luôn, mà em đang không có đủ lồng nên em ra được có mấy con đây nè. Còn ở ngoài đây thì em đang làm đây đó, em đang chuẩn bị là làm thêm học ngoài đó để phục vụ cho anh em luôn nha. Đó làm học để hàng bổi hàng chim, rất là nhiều chim cho anh em dễ lựa, chứ bỏ trong đây thì nó cũng hơi khó cho anh em. Thì hẹn anh em chắc khoảng 4 5 ngày nữa là xong ở ngoài đó, thì em sẽ làm cái học để bổi với để chim ngoài đó đó. Thì bỏ ra ngoài đó thì anh em dễ lựa hơn, còn để trong đây thì nó cũng hơi khó lựa cho anh em đó. Nếu mà anh em nào mà ở gần á thì cứ qua tiệm lựa, còn không có ở gần tiệm em á thì cứ gọi cho em hoặc là inbox Zalo thì em sẽ tuyển cho anh con, xong em gửi qua Zalo cho anh em xem ok thì anh em lấy nha. Đó nói chung thì em bán thì để đáp ứng đủ cái tiêu chí cho anh em, ví dụ như anh em thích con nào giống vậy, nếu mà em có thì em nói là em sẽ tuyển, em sẽ coi có thì em quay, em bắt em quay cho anh em xem, còn không có là nói không có đó. Thì than chuyền đây anh em thấy không, năm lồng ở đây thì tương đương khoảng một lồng là 10 con à, anh em thấy rất là nhiều rồi. Ngoài đây nữa nè, không thì em đang làm thêm, em đang làm thêm chắc cỡ khoảng 50 tới 100 học ngoài đó nữa để cho anh em dễ lựa. Rồi bây giờ em đi vào vấn đề nha, lên tiếp con than đầu tiên nha. Đây con than số 5, lồng số 5 đầu tiên nha. Than chuyền thì em bán 400 ngàn nha anh em, 400 ngàn nha. Con này thì già đòn đuôi xuyên đánh đầu xà, mặt rất là dữ chiên nha anh em, tướng rất là cao cầu. Với con số 5 anh em, con số 5 thì em bán cho anh em là 400 ngàn, than chuyền em bán đồng giá là 400 ngàn hết nha anh em. Than chuyền là em bán bốn đồng giá 400 ngàn hết. Còn mấy con mà trong đây mà anh em không thích đó, thì anh em cứ gọi em sẽ tuyển trong đây cho anh em đó. Thì hàng trong đây thì hàng này hàng tuyển chọn của tụi em hết nha, chứ không phải là xấu đẹp rồi em để mấy con xấu ra ngoài đây rồi mấy con đẹp em giữ lại đây rồi em bán riêng nha, không có đâu nha, em chỉ mắc đại ra thôi đó. Còn nếu mà mấy con này mà anh em không thích đó, thì em cứ tỉ cho mấy anh em con khác không sao hết. Rồi lồng số 5 nha anh em, 400 ngàn. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 6. Lồng số 6 nha anh em, con này rất là tĩnh chim, đầu xà, đuôi rất là xuyên đánh, cao cầu luôn nha anh em. Này anh em thấy không, mặt rất là dữ chim đó, 400 ngàn luôn nha anh em, đồng giá than chuyền đồng giá 400 ngàn lồng số 6 nha. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 8, than chuyền lồng số 8. Con này rất là đẹp chim mà em mới bắt ra nên nó hơi quảng, nó cứ chụp ở trên thôi. Đó lồng số 8 nha anh em, con này rất là xuyên đánh đuôi cao cầu. Rồi lồng số 8 nha anh em, vẫn 400 ngàn luôn nha, lồng số 8 400 ngàn. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 9. Lồng số 9 vẫn 400 ngàn luôn nha. Con này thì dài đòn, đuôi xuyên đánh, đầu xà, tướng rất là đẹp chim luôn nha anh em. Lồng số 9 giá vẫn 400 ngàn nha anh em. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 11. Con này thì dài đòn, cao cầu, vai ngực có nha anh em.
Nhưng mà con này thì chưa phải lai mẫu đá, chưa phải mẫu đá, nó mới lai lai xíu thôi. Rồi lòng số 11 nha anh em. Giá là 400 ngàn nha. Giá là 400 ngàn nha anh em. Rồi em lên tiếp cho anh em lòng số 13. Con này rất là cao cầu luôn nha anh em, dài đòn, đầu xà, mặt rất là dữ chim, đúng chuẩn bộ hót luôn nha anh em. Đó, giá là 400 ngàn. Em thấy đuôi nó rất là xiên đánh luôn. Lầm số 13 nha anh em, 400 ngàn. Rồi lầm số 14 nha anh em. Lầm số 14, con này thì đầu bi mỏ mỏng, đuôi rất là xiên đánh. Đó, anh em thấy không? Lầm số 14 vẫn 400 ngàn luôn nha anh em. Lầm số 14 nha. Lầm số 14 nha anh em. Thì hôm nay em về được hai con lửa nữa nè anh em. Lửa này lửa bổi. Mùa này thì anh em cũng biết rồi đó. Thì mùa này thì lông lá chim bổi thì nó không có được đẹp. Chim bổi với chim thuộc thì không có được đẹp. Nên anh em về, anh em mua về thì anh em nhớ chăm thêm. Đó. Thì trong đây có hai con. Một con đuôi 12 mấy, một con đuôi 13 mấy. Em không có đo chính xác nhưng mà có một con đuôi 12, một con đuôi 13. Đó. Lồng số 10 nha. Thì trong đây có hai con, một con đuôi 12, một con đuôi 13. Đuôi zin nha anh em. Không có gãy lên đen hay lông mà gãy lao hay gì nha, đuôi zin luôn nha. Đó, thì con đuôi 12 em sẽ bán cho anh em là đuôi 12. Đuôi 12 á là 400 nha anh em, còn đuôi 13 là 300. Đó. Đuôi là đuôi zin luôn nha anh em, không có gãy lao hay cái gì nha. Thì mùa này thì anh em cũng biết rồi, chim bổi với chim thuộc thì lông lá không có con nào đẹp hết á, anh em về anh em chăm lại. Đó, đuôi 12 là 400, đuôi 13 là 300 nha anh em. Thì hôm nay em về được có hai con này thôi. Còn lửa chuyền thì em bán hết rồi. À, chắc chiều nay em mới về tiếp, mà chiều nay thì em cũng về có mấy con thôi à. Đó nha anh em. Chiều nay thì em về lửa chuyền tiếp nha. Còn thì em chỉ mới về, em chỉ về thêm than chuyền, thì than chuyền em rất là nhiều luôn. Đây, đó, nãy quay giống như nãy quay cho anh em đó. Rất là nhiều luôn. Còn khuyên, khuyên thì em cũng còn rất là nhiều. Khuyên bao trống, khuyên tự thọc, khuyên khuyên mép bao trống là 100, còn khuyên tự thọc là 50. Đây nha anh em lên tiếp cho anh em con khuyên. Khuyên này thì khuyên khuyên con đó anh em, em cầm mà nó mổ tay nè. Đó, khuyên này thì liếu, để bàn liếu, cầm tay liếu luôn nha anh em. Con này liếu giọng rất là ác nha, khuyên con lên mà liếu giọng rất là ác luôn. Con này thì liếu cầm tay, liếu để bàn. Đó, lông đuôi thì nó đang ra. Đó, đây là khuyên liếu nha anh em, khuyên liếu nha. Con này thì liếu, bao cho anh em luôn, cầm tay liếu để bàn liếu luôn nha, rất là dạng luôn. Đây, em đợi chứ, để em quay cho nó nha, tại em cầm cái tay em hơi rung, sáng em chưa vô sĩ nào hết nên hơi rung xíu.
Con này thì líu rất là nhiều rồi nha anh em. Rồi để em lên tiếp cho anh em con này. Đây. Con này cũng khuyên líu luôn nha, nhưng mà này thì khuyên chim mép lên. Chim mép trong cái đợt vừa rồi á, em có móc ra còn mấy con á, em móc ra xong rồi em chăm lại xong rồi em vô cắm líu, thì giờ em lên em bán cho anh em đó. Con này cũng ríu rất là căng rồi nha anh em. Hả? Đây thì hai con này hiện tại thì em còn hai con này líu rất là căng. Rồi để em ra em quay tiếp cái dàn khuyên mép cho anh em. Nhà em rất là nhiều khuyên mép, không có gì hết, không có gì nhiều ngoài bằng khuyên mép. Đây nha anh em, hôm qua em đăng lên thì anh em qua anh em cũng mua rất là nhiều rồi, nó cũng vơi đi bớt rất là nhiều rồi, thì em cũng còn rất là nhiều luôn nha. Nhà em rất là nhiều khuyên, khuyên với than chuyền hôm nay rất là nhiều luôn, nên anh em khỏi lo sợ hết hàng hay gì hết. Chim cũng rất là đẹp luôn nên anh em nè, anh em làm để em chùm thử một con đó. Thấy không? Chim rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Thì khuyên thọc, khuyên anh em tự thọc là 50, còn mà bao trống là 120 nha anh em. Ủa, bao trống là 100, em nhầm, sorry anh em, bao trống là 100. Còn nếu mà anh em nào mà qua mà thọc không được hay là ở xa gì đó, nếu mà muốn bắt mà khuyên mà tự thọc thì em sẽ bắt giùm đó. Nhưng mà bắt giùm là không có test gì luôn nha, bắt xong bỏ hộp, bắt xong bỏ hộp, chứ không có test máy mà gửi cho anh em đâu nha. Còn anh em nào mà qua tiệm em bắt không được thì bên em cứ hỗ trợ bắt giùm luôn nha. Đó, rồi giá là 50 là tự bắt, còn 100 là bao trống nha anh em. Rồi nha anh em, thì hôm nay thì em chỉ có mấy dòng chim đó thôi, em quay cho anh em, quay cho anh em xem. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em suốt thời gian qua nha. Cảm ơn anh em, xin chào và tạm biệt anh em.